Trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An phối hợp với dự án Danida tại Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sản xuất tin phóng sự ngắn truyền hình do cộng tác viên của một số ngành và đài truyền thanh truyền hình huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các cộng tác viên sẽ nắm được xu hướng tin truyền hình hiện đại, từ đó bổ sung một số phương pháp làm tin truyền hình hiện nay theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và mang tính quần chúng, biết cách xử lý tình huống khi gặp phải một số nguồn tin mơ hồ, nhiều số liệu, phối hợp hài hòa giữa hình ảnh và lời bình, giải quyết các khó khăn trong quá trình làm tin bằng cách làm việc nhóm, đồng thời ghi nhớ những yếu tố cơ bản nhất của phóng sự ngắn truyền hình, phát hiện những lỗi cơ bản và thường gặp của các phóng sự ngắn truyền hình và tránh được những lỗi cơ bản khi thực hiện những phóng sự truyền hình. Đây là một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đài phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai do dự án Danida tài trợ.